Sắp tới, ngoài cách khai báo nhập cảnh qua trang tờ khai y tế.vn, người nhập cảnh vào Việt Nam còn có thể khai báo ngay trên ứng dụng phòng chống dịch BC Covid. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng ứng dụng BC Covid trước đó. Họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin. Đề xuất này của Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế. Theo thống kê, tính đến cuối tuần qua, trên toàn quốc đã có hơn 37,8 triệu người dùng cài đặt ứng dụng BC-COVID, chiếm 39,43% dân số và 56,72% số điện thoại thông minh. Từ sau khi ra mắt, ứng dụng BC-COVID đã liên tục được hoàn thiện, bổ sung thêm các tính năng tiện ích như tính năng cho phép người dùng có thể quét QR offline, gửi phản ánh offline và khai báo y tế nhanh chỉ với một chạm. Tiện ích dữ liệu COVID giúp người dùng theo dõi các số liệu về dịch COVID-19, tự động cảnh báo nguy cơ người dùng tiếp xúc F0.